Thành quyết định hiến thận cứu anh Công. Giờ đây thì mọi chuyện đã 2 năm rõ 10. Cả nhà hối hận vì đã trách móc anh Công sống vô tình. Nhưng tất cả đã vỡ lẽ. Anh Công làm tất cả cũng chỉ vì yêu Phương. Rồi việc anh âm thầm chịu đựng và giấu giếm cả gia đình chịu đau một mình khiến cho ai nấy đều chua xót đến quặn lòng. Khi hay tin tất cả mọi người đã xúm lại, chị Phương cũng đã quay trở về. Giờ đây anh Công bị ung thư thận, đã rơi vào nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp và cần một người hiến thận. Vậy là cả nhà đã sẵn sàng, ai cũng làm xét nghiệm. Cuối cùng thì Danh và Thành đạt đủ điều kiện. Trước những giằng co, vì lý do chú Danh chưa sinh con nên anh Thành đã được vào hiến thận để cứu anh Công. Mọi hiểu lầm oán trách tan biến khi cả nhà phát hiện ra không tin anh Công bị ung thư. Giờ đây trong tất cả mọi người là những sự lo lắng, hoảng sợ, ân hận khi đã trách móc, mắng chửi anh Công như vậy. Và người đau đớn nhất có lẽ là chị Phương. Chị đã lật đật xin bố mẹ quay về để chăm sóc anh Công, mặc cho bố chửi rồi cấm cản đòi từ mặt. Nhưng Phương vẫn kiên quyết khăn gói trở về để chăm sóc cho anh. Và chị lại càng đau đớn hơn khi phát hiện ra anh Công đã biết mình bị bệnh trước lúc chia tay. Ngay cái hôm mà chị hay tin mất con cũng là lúc mà anh Công biết mình bị ung thư. Đón nhận hai tin dữ cùng một lúc nên mới khiến cho anh hoảng loạn rồi vô tình như vậy. Để rồi sau đó là một quyết định đầy khó khăn và đau đớn. Anh Công quyết định giải thoát cho Phương để cô không phải chịu gánh nặng là mình. Nước mắt đàn ông đã rơi, Công đau xót tiễn Phương về nhà để lại một mình anh. Cô đơn, cô độc, lẻ bóng. Rồi khi thấy cả nhà đang trách móc, đặc biệt là bố Toại mẹ Cúc thường mắng mỏ chuyện anh ly hôn với Phương, Công đã không thể nào nói ra mình bị bệnh. Anh đã nói dối là đi công việc ít tuần, Công đã âm thầm nhập viện điều trị. Và chỉ khi hay tin bác sĩ báo về nhà, anh Công phải mổ gấp, cần người nhà ký giấy cam kết thì tất cả mới vỡ lẽ. Mọi người đã xúm đến, chị Phương cũng chạy lên khóc nức nở. Căn bệnh của anh Công đã rơi vào nguy kịch. Giờ đây chỉ còn cách duy nhất là cấy ghép thận của người tương thích mới mong sống sót. Vậy là cả nhà ai cũng kéo nhau đến xét nghiệm. Cuối cùng thì chỉ Danh và Thành là đủ điều kiện. Anh còn có vợ, có cu Long, phải nhiều việc lo lắng. Hãy để em hiến cho anh Công, Danh lên tiếng. Thế chú không có vợ sao? Chưa kể là nếu cắt đi một quả thì chức năng sinh lý cũng sẽ bị ảnh hưởng, có khả năng sẽ khó sinh con đấy. Em thì không quan trọng, dù sao chúng em cũng chưa biết có quay lại hay không. Em chỉ cần anh Công khỏe trở lại là được. Danh cúi mặt xuống. Chú liên thuyên, về với vợ đi. Anh đã có cu Long rồi, sức khỏe anh cũng tốt hơn chú, không phải lo đâu. Vậy là Danh đã vào phòng phẫu thuật cấy ghép cùng anh Công, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp. Anh Công sẽ trở về đoàn tụ cùng gia đình và quay về với chị Phương hạnh phúc.